Chào các bạn, hiện tại mình đang ở trước cửa xưởng nội thất của công ty Louis. Như các bạn biết thì công ty Louis ngoài thiết kế và xây dựng ra thì còn có một cái xưởng chuyên thiết kế nội thất gỗ. Và xưởng đó đang nằm ở Củ Chi ha các bạn. Hôm nay mình biết ở xưởng đang có một cái hạng mục thi công nội thất gỗ cho công trình biệt thự tại Long An. Do đó mình mới có chuyến xuống đây để ghi hình lại các công tác anh em đang tổ chức thực hiện giai đoạn gia công cửa gỗ lớn chính của căn biệt thự đó. Rồi giờ xin mời các bạn vô bên trong để xem các anh em thực hiện các công đoạn sản xuất cho cái bộ cửa gỗ gõ đỏ rất là hoành tráng ở tại biệt thự Long An nè. Căn biệt thự ở Long An thì sẽ có 3 lối vào chính để vào bên trong con biệt thự. Thì 3 lối vào này Louis sẽ sản xuất 3 bộ cửa gỗ gõ đỏ to và lớn. 3 bộ cửa này thì các anh em hiện đang cho tiến hành thi công sản xuất. Những cái bộ cửa này là theo ông mình biết là để sản xuất được thì nó sẽ phải mất khoảng 2 ngày ha các bạn. Căn chỉnh và bố cục rồi lắp đặt để cho nó hoàn thiện tốt nhất. Sẽ có kích thước là 1m x 3m ha các bạn. Khá là to. Về trọng lượng thì nó nặng khoảng gần 300kg. Để nâng một cửa này thì cần phải ít nhất là 6 người khiêng. Hiện tại các anh em đang cho gắn đính các bông và các chỉ lên thân cửa. Đây là cái phần quan trọng giúp tạo ra cái vẻ đẹp riêng cho mỗi bộ cửa. Những bộ cửa này là được chủ nhà gửi hình mẫu và sau đó bộ phận thiết kế của xưởng sẽ lên một cái phối cảnh trên file máy tính. Từ đó mới đem gửi cho bên CNC để tiến hành khắc CNC những cái bông, những cái chỉ ra chi tiết và sắc nét. Sau đó là như các bạn thấy các anh em đang tiến hành cho đính những cái bông này lên thân cánh cửa. Rồi bây giờ mình vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng các công đoạn và quá trình các anh em xưởng nội thất Louis thực hiện gia công và sản xuất cho cái 3 cái bộ cửa gõ đỏ. Rồi bên cạnh mình đây là bộ bếp cũng cho ngôi biệt thự ở Long An ha các bạn. Đây là hình ảnh cơ bản sơ bộ. Rồi nó sẽ còn những một số chi tiết trang trí cho cái bếp này nó thêm đẹp như là cái bộ cửa nữa. Đó, đây là toàn bộ khu bếp. Cái bếp này rất là bự và có bao gồm cả đảo bếp luôn. Còn bên mình đang đứng bên này sẽ là toàn bộ những cái bông, những họa tiết trang trí cho bộ cửa đã được cắt CNC rất là chi tiết và sắc sảo. Đó, rất là nhiều những cái chi tiết khác nhau ha, lớn nhỏ có hết nè. Một cái bông cỡ lớn khá là nặng. Bông này là chắc lớn nhất nè. Đó, chắc khoảng 10kg. Là do gỗ tự nhiên, gỗ đặc nha các bạn. Nên một cái như vậy là một cái bông như vậy thôi, nhìn vậy thôi nhưng mà cầm khá là chắc tay, nặng tay.